Rồi bữa nay giới thiệu đó anh em một cái chỗ địa điểm độc lạ đó, nhìn như là Campuchia nhưng mà anh em thấy treo cờ Việt Nam không đó. Thì thường là chùa chiền ở Việt Nam mình á, kể cả là của dân tộc Kinh hay là dân tộc Khmer các kiểu thì nó cũng là đại đa số là màu vàng, nhưng mà ở đây nó cái màu nó nhìn nó xám xám, nhìn nó xi măng, nhìn nó cũ cũ sao ha, kiểu giống như là mấy cái của thằng anh Cao Quát ở bên Campuchia vậy ha. Nhưng mà thực sự là đây là ở Việt Nam nha. Đó, anh em nào ở Việt Nam mình có biết chỗ này ở đâu không? Đó, và đặc biệt nó có một cái chỗ như thế này nè, nó cái chỗ mà nó thực nghiệm nhất cho anh em là đúng kiểu là quay đầu là bờ luôn. Thế thì đi ra là biển là chắc cú luôn, chứ không đường nào mà cú được chứ. Đi ra là phải quay đầu là bờ đó. Anh em thấy cái cổng đâu vàng vàng ở xa xa không? Đó, đây vợ em nha. Đó, đây là chùa Quan Âm Đông Hải nha. Đó, thấy quay đầu là bờ không? Đó, chính xác vậy luôn, nó ra đó là quay đầu là bờ thôi chứ vô đó là biển nha. Ở đây là cái khuôn viên ở trong cái sát cái mé biển nè, nói chung là nhìn nó cũng khá là chiêu, nhưng mà ở đây thì nó hơi bị gác nha. Nhưng mà gác đó là chủ yếu là anh em biết là do ngoài biển nó dạt vào, chứ không phải là ở đây người ta không vệ sinh hay là sao ha. Tại vì ở đây là anh em thấy không, cái biển nó là biển phù sa nha, nội mà nước nó đen ngầu xì lì luôn, nhưng mà gió thì cực mát ha, gió là rất là mát luôn nha, nó còn rất là quang sơ đó. Còn ngay cái mé biển mà nước mà ở mấy cái sông mình nó đổ ra, mấy cái cửa sông nó đổ ra ngay mấy chỗ này đó thì nước nó là đen là anh em thấy rồi, nên là nó cũng sẽ mang theo rác từ ở trong đất liền ra luôn và nó dội vô đây, mà biển mà gác mà biển mà đây nó tấp vô thì nó rất là nhiều nha nè. Nên là mình thấy là trước khi tới đây mình thấy có nhiều anh em bình luận là ở đây gác dơ giấy đồ này kia, nhưng mà thật sự là mình lại đây là mình thấy là gác là từ biển nó dạt vô thôi, sóng rồi đánh cỡ này rồi gác nào mà không có cho nổi ha. Đó, nhưng mà nằm thì mình thấy là khá là chiêu, nhưng mà mình nhìn xung quanh ở đây là cũng có kiểu giống như là cũng có người ta dọn nha, chứ không phải là quá dơ đâu. Rồi ở đây ta sẽ chặt cây, người ta chắn sóng đồ lại ha. Ở chỗ này không biết là làm để giống như ngoài Vũng Tàu là để tắm cho nó đừng có nắng, hay là để làm quán hay sao, mà chỗ này người ta làm sao mà mình chưa hiểu nha. Đó, thì cái chỗ cái chùa này là ở thị xã Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng nha nè. Anh em nào có đi Sóc Trăng, Bạc Liêu, đi Mẹ Nam Hải đồ nhiều rồi chán rồi đó thì có thể ghé qua đây, địa điểm nó mới lạ ha. Hoặc có đi Côn Đảo á, cái đường này thì nó gần cái cảng Trần Đề để đi Côn Đảo nha. Anh em đi nằm trên đường này có tấp qua đây ghé hay cũng ok lắm á. À, mình thấy cũng khách nó vô cũng lai gai, mà chủ yếu là khách địa phương ha, chứ còn mà khách mà ở xa lại thì mình thấy nó hơi ít đó. Cái quay đầu là bờ nó nằm ngoài tuốt mà đó luôn, không có dám lội ra nghe nè, sóng đánh quá đánh nè, chỉ lội vòng vòng thôi. Ở đây thì nói chung là có nhiều cái chỗ nó cực kỳ đẹp nha, nhưng mà rất là ít người biết đó, đảm bảo với anh em luôn, tại vì đường vô nó hẻo lánh lắm, phải đi theo chị Google thôi, chứ không đi theo chị Google là đố anh em vô được luôn. Ở đây thì nó có thêm một cái địa điểm là một cái phiên bản là chùa Một Cột, phiên bản hàng pha ke ở ngoài Bắc của mình thôi, nhưng mà mình theo mình á là đây là một cái phiên bản mà đẹp nhất từ đó tới giờ mình thấy nha, kể cả so với phiên bản gốc là nó cũng đẹp, cũng chiêu hơn gì nhiều nha. Đó, bây giờ mình sẽ quay cho anh em xem nè, nó nằm ở trong khuôn viên của chùa. Thì ở đây thì nó cũng còn đang xây dựng nên là chưa có hoàn thiện nha, mà mình thấy nó cũng còn đang bỏ, chưa có động thái gì xây tiếp, có thể là hết vốn hay hết nhà tài trợ các kiểu. Đó, đây chùa Một Cột nè anh em thấy không, quá đẹp luôn anh em ơi. Ở ngoài kia thì nước nó đen xì lì luôn, nhưng mà ở trong cái hồ này thì trong xanh trong vắt luôn, mình không biết là hồ này hồ nước mặn hay hồ nước ngọt, nhưng mà nhìn thì cũng không có thấy cá nhiều, nhưng mà đặc biệt là nước rất trong nha, không biết người ta có xài hệ thống lọc hay là vi sinh hay là cái gì không, nhưng mà đẹp quá đẹp luôn anh em ơi nè. Đó, ở ngoài kia xa xa là cái cổng hồi nãy mình quay ngay đầu clip đó anh em thấy không, còn đây là cái chùa Một Cột nha. Ở ngoài kia thì là cái phong cách của nó là phong cách ở bên Campuchia, ở trong này lại là phong cách của chùa Một Cột của Việt Nam. Nó có nhiều phiên bản ở đây lắm. Rồi đó, quá đẹp luôn, quá chiêu luôn, anh em thấy tuyệt vời chưa, mình chưa có thấy cái phiên bản chùa Một Cột nào mà nó đẹp như thế này luôn, quá xuất sắc. Đó, còn đây là cái cổng nè, ở cái cổng ở phía trước đó. Đó, anh em nhìn nó như anh Cao Quát ở bên Campuchia ha. Rồi ở đây thì là 12 vị La Hán hay gì nè. Rồi đặc biệt là có cái tượng ông này nè, cái tượng ông đó là cái tượng ông Bồ Tát. Đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Quan Âm Đông Hải. Mình nhớ hình như ở
ở Bạc Liêu nó có cái mới có cái chùa thì chùa mẹ Nam Hải rồi mẹ Đông Hải gì nữa đó, rồi thằng này cũng là chùa Quan Âm Đông Hải nữa, nên là anh em đừng có nhầm nha. Đây là ở thị xã Vĩnh Châu của Sóc Trăng nha. Đó, anh em thấy cái khuôn viên nó còn chưa xây dựng, đường thì còn chưa lát nhựa đồ ha, cũng còn đang làm dữ lắm, nó chưa có hoàn, cái độ hoàn thiện nó chưa nhiều, kể cả cái chánh điện luôn nha, kể cả chánh điện nó còn hoang sơ dữ lắm anh em ơi. Chánh điện mà mình thấy nó còn lụp sụp lắm, mà trong khi mấy cái tòa nhà thì lại xây khá là cao, nó hơi bất hợp lý ở chỗ này ha. Đây anh em thấy nguyên cái tòa nhà nè. Đó, cái tòa này thì mình thấy là giống như mà mấy cái chỗ mà cái nó chia ra từng phòng vậy đó. Còn cái chánh điện thì lại là một cái mái nhà ton hơi hấp hấp so với cái độ hoành tráng ở đây. Ở đây mình đang đi quay xung quanh cái khuôn viên cho anh em xem nè. Vắng lắm anh em ơi, không vắng, mình không có thấy sư đồ nhiều mà chỉ thấy mấy cái người mà người ta giống như là để chăm sóc cây kiểng, rồi mặc cái áo nó áo cà sa mà áo màu lam á, chứ không phải là áo màu vàng nữa. Đó anh em thấy cái nó bự lắm, nhưng mà cái chánh điện nó lại nhỏ ngộ vậy. Đó, rất là to cao nha, 4-5 tầng luôn, nhưng mà cái chánh điện thì lại rất là nhỏ. Thì ở đây là mình thấy là nó còn đang xây dựng, nhưng mà mấy cái vật liệu mà đang xây dựng thì mình thấy là nó bỏ hoang khá là lâu rồi đó. Mấy cái xe xúc xe đào rồi nó xét gỉ xét hết trơn à. Khuôn viên này rộng cực kỳ luôn. Đó, đón gió từ biển vào. Rồi ở đây là cái mô hình nè, mình đi vô trong cái này mình có, nó có cái mô hình của cái dự án này nè. Nó chia ra rất là nhiều chỗ nha. Thì cái chỗ này thì thường là người ta sẽ giới thiệu là tu tập đồ này kia các kiểu anh em. Mấy chỗ mà đi tu tập đồ đó nhiều lắm. Để ngày rằm hoặc là cuối tháng vô đó thì mình đăng ký vô đây tu tập nha, tu tập. Rồi cái đó thì chuyên môn mình không gành nha, mình nói chung mình cũng đọc hoặc, nhưng mà mình chỉ am hiểu sơ sơ thôi. Đi vô đây thì mình sẽ thấy nè. Cái chỗ rất là rộng nhưng mà chỉ có vài xe đậu thôi nè anh em không. Tại đây nó có cái mô hình của cái cổng ở phía trước cửa luôn nè. Còn đây là nguyên cái khuôn viên nó thiết kế nè, view biển luôn ha. Nhìn cái dự án này mà nhìn không thấy mấy cái tượng Phật là mình nhìn đâu tưởng là một cái resort 5 sao đẳng cấp quốc tế nha anh em. Đó này mới dữ dằn lắm. Có hồ, có cái dự án chùa một cột, rồi có khuôn viên, rồi có đường đồ này kia, quá xịn sò luôn. Đó, cái đó là chánh điện đó, nhưng mà thực chất là chánh điện lại chưa, mình thấy chưa xây hoàn thiện nha. Chánh điện hiện nay thì đang nằm ở một cái chỗ giống như là chỗ tạm vậy đó. Đó, còn mấy cái căn nó, cái căn nãy mình quay là cái căn ngay cái tay mình đó. Đó, mà còn xung quanh là còn rất là nhiều, mà cái chánh điện thì lại là chưa thấy xây, rồi cái tượng Quan Âm mình cũng chưa có thấy mà xây nó to như vậy luôn. Nói chung là chỉ có cái chùa một cột là hoàn thiện nè. Ở cái chùa một cột, chùa một cột tên là Hòn Giải Thoát nha Nam. Còn ngoài kia là quay đầu là bờ ha. Đó, tên còn dữ không à. Còn cái hồ bên tay phải này thì mình thấy chưa có làm xong nha. Cái hồ này đó còn chưa làm, còn bỏ. Rồi còn ngoài này mấy cái bungalow luôn. Trời ơi, cái này mà nhìn mà tưởng đâu là y gan như mấy cái resort 5 sao, mấy cái bungalow luôn em ơi. Đó. Mấy cái này mình nghĩ là để cho mà du khách hoặc là Phật tử rồi đến lại đó là tu, mà tu đây là bao em nha. Đó, tu tập ở đây là nó vừa đẹp mà vừa hóng mát mà vừa quá đã luôn. Đó, đây là cực chất nha. Rồi. Đó, đây tượng Quan Âm nè. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đi tới cái chánh điện cho anh em xem nè. Ở cái khu thì rất là rộng, nhưng mà sao mình thấy ở đây tại người ta lại chưa có tập trung xây cái chánh điện ha. Mà người ta chỉ xưa tập trung xây những cái dự án thành phần xung quanh thôi. Đó. Rồi thì mình rời khỏi chỗ này, mình lộ qua chánh điện. Chánh điện thì phải là nó nằm ở phía sau của cái tòa nhà này. Mình không biết nên gọi là cái gì luôn. Lót đá đồ rất là đẹp ha. Nhìn y như là trong resort 5 sao nha anh em. Y như bên mấy cái resort bên Phú Quốc ha. Cỏ xanh nước, rồi hệ thống tưới tự động các kiểu. Đó lót đá ha. Rồi nhà ở trong này có cái căn nhà gỗ đẹp lắm. Đó, căn nhà gỗ. Đó, anh em thấy chánh điện chưa? Trời ơi, cái chánh điện gì mà lại nằm là một cái mái tôn giống như một cái nhà kho vậy đó anh em. Rồi sao họ lại không xây, ưu tiên xây chánh điện trước nữa. Theo mình nếu mà xây chùa là phải tập trung xây chánh điện trước, rồi những cái thành phần phụ là mình phải xây sau. Nhưng mà ở sau này không phải là chánh điện nha, cũng là giống một cái tòa nhà giống vậy đó. Còn hai cái căn này giống như là của VIP ở vậy ha. Đó, ở đây là cái gì tượng gì của ông gì đó.
Đó, còn ở đây cái chánh điện của cái chùa này thì lại nó lại như thế này. Đó. Thì nói chung là cũng khá là rộng nhưng mà nó không có cao ráo, nó không có mà như những cái chùa khác mình thấy ha, ba pho tượng rất là lớn. Diện tích thì mình thấy là cũng khá là rộng á, nhưng mà nó hơi hấp ha, hơi hấp. Với lại nó là mái tôn. Đó, so với những cái dự án xây xung quanh đó thì mình nghĩ chánh điện lại không được ưu tiên xây trước. Thì tùy quan điểm ha, thì mình lại mình đánh giá hay sao thì mình đánh giá vậy thôi, còn nội tình bên trong người ta sao thì mình không biết, mình không dám đánh giá chuyên sâu. Còn đây là cái chuông đồng nha, có khắc chữ nhìn khá là sắc nét ha. Đó, chữ nó khá là nhiều, ở trong thì không thấy ai hết nên thôi là mình bước ra ha. Thì xung kế bên cái chùa này đó thì nó có một cái con đường nó dẫn vô những cái quán chòi, ví dụ bán nước giải khát hoặc là bán hải sản rồi đó, nhưng mà khả năng không biết là có bán hay không, tại vì cái chỗ này mình thấy nó quá vắng vẻ đi nha anh em, nó quá vắng vẻ nên là không biết là ở trong này có bán gì không. Thì bây giờ mình sẽ đi vô, mình đi cái đường đó, thì để đi vô được đường đó anh em chạy ra khỏi ngoài cổng rồi quẹo trái, nó sẽ có cái đường chỉ ra mấy cái quán, gọi nôm na là quán nhậu đi đó, thấy không, ẩm thực gió biển, đường xuống biển này không, cái chùa bên tay trái, cái đường bên phải là đường đây. Thì cái đường này á là xe 7 chỗ mình chạy dẫn đường nha, nhưng mà mùa mưa thì mình không chắc ha, nếu mà mùa mưa thì anh em đi cho nó kỹ nha, cẩn thận, tránh là xa lầy nha. Ở đây xa lầy phải kiếm dân địa phương đẩy hoặc là kêu xe kéo luôn á. Cái đường đó thì mình thấy nó cũng mặc dù là mùa khô mùa nắng nhưng mà nhìn nó cũng khá là ướt, khá là khả năng lúng vào mùa mưa là khá là cao á, sình lầy á. Còn xe máy thì mình nghĩ là vô tư nha, xe ô tô thì anh em đi nó hơi cẩn thận chút xíu, đặc biệt là mấy chiếc sedan á, còn bán tải thì chắc vô tư rồi. Ở thì đường ra như thế này ha, nó lúng mà người ta phải lấy mấy tấm dán người ta kê lên nha anh em. Đường thì đường cát thôi, mà cát kiểu giống như nó có sình đó anh em, tại vì ở ngoài biển kia nó có phù sa nó đánh dạt vô á, nên là biển ở chỗ này là nó lại có đất nha, đó, có đất có sình, hàng nguyên hàng dừa ha. Ở ngoài này thì nó có nguyên cái khu luôn, nhưng mà là chả biết là có bán đồ ăn không, khả năng khá là hấp, có nhiều quán lắm. Đó, mình đang lái ra, đường thì ra đây thì khá là rộng nha, nhưng mà xung quanh nó là cát, anh em chú ý ha, đừng có dại mà ban vô cát nó xa lầy nha. Rồi ở đây tan quan hết trơn anh em ơi, quán này quán tên gì đây, Cúc Biển Gió gì đó, cái bản hiệu gãy luôn rồi. Đường thì giống như là đường tạm mới làm thôi. Đó, thì ở ngoài kia là cũng là biển, giống như cái chỗ hồi nãy mà cái cổng mà quay đầu là bờ, mình quay ở trong khuôn viên chùa ha. Cúc Biển Gió ha, hải sản tươi sống. Rồi thấy không có ai hết trơn, dẹp hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra tuốt tiếp ngoài đó coi có ai không. Ở xung quanh đây thì nó không có gì hết ha. Chỗ này chắc mình nghĩ mấy năm trước khi mà chùa dự án xây lên thì mấy cái chỗ này người ta cũng mọc ra nè. Nhưng mà đường vô thì thực sự là so với để vô được từ đây mà tới cái thành phố Sóc Trăng ha, từ thành phố Sóc Trăng mình tới đây thì nó mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi nha nè, 1 tiếng rưỡi mới vô được tới đây. Mà vô tới đây thì nó điêu tàn quá, không có cái gì hết. Nên là anh em nào có vô đây thì cẩn thận nha, phải đem hơi đồ ăn thức uống nha. Tốt nhất là anh em đi picnic, anh em về thành phố Sóc Trăng hoặc là ghé mấy cái thị xã trung tâm, anh em mua hải sản đem ra đây picnic cắm trại, tự nấu mình tự ăn là bao im nha. Tại vì ở đây mấy cái tum mấy cái chòi đồ này kia là nhiều lắm, nhưng mà người ta bỏ quan mà lại vắng người nữa. Anh em thích cái gu mà vắng, không có hít đông đúc ồn ào, rồi anh em ra đây là đúng chuẩn chỉ luôn. Nhưng mà ra đây phải nhớ đem theo nước ngọt nữa nha. Nước biển ở đây thì nói chung là chỉ ngồi ngắm hóng gió đồ chơi thôi, chứ còn mà ra tắm một cái là đen xì lì luôn đó. Ở đây tắm còn hơn tắm bùn luôn. Mà khả năng mình nghĩ là ra đây tắm mà khả năng ngứa là khá là cao nha. Thì đất nó quá xình lầy rồi. Còn kế biển nè, đường kế biển nè, đi mà không thấy ai, có mấy chiếc xe đậu ở phía trước mà cũng chắc là dân địa phương hoặc là nhà của người ta ở đây thôi. Đó, mấy cái tâm ở đây nè, cũng có một cô ngồi nhưng mà mình thấy ế quá, mình cũng không dám vô mua đâu, không dám vô ăn đâu, chắc là đồ đông lạnh thôi. Cái này mình nên là hai chồng mình chịu khó là
đi vô đây cho biết xong rồi bụng đói đi về anh em, bụng đói đi về thôi, đi về thành phố Sóc Trăng kiếm gì ăn cho nó chắc, chứ ăn ở đây một cái độ để 3 tháng ăn chắc chúng hợp chết đó. Quán vô biển nè, ở đây thì nó có cà phê, có võng, nếu mà anh em nào không ăn uống thì vô đây nằm võng cũng được nha, cũng đỡ, uống xì tinh đồ ha. Chứ còn mà hải sản thì mình thấy là ở đây là không có cái nào mà tươi sống hết, toàn là tủ lạnh hết, mà tủ lạnh để bao lâu thì chưa biết được nha. Rồi thì anh em nào có đi thì cho mình một phần bình luận ha, hy vọng chỗ này sắp tới sẽ có phát triển ha, chứ còn hiện tại thì nó quá điêu tàn luôn. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video tới thời điểm này.